Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục một lỗi đối với phần mềm UConvert, nó là phần mềm chuyển đổi phông. Giả sử như chúng ta có một file PowerPoint như thế này. Bây giờ đây là cái file này nó bị lỗi phông rồi. Đây, chúng ta không đọc được. Bây giờ tôi muốn có nhu cầu là chuyển đổi cái phông này. Phông này hiện tại người ta soạn đó là Vanitam. Bây giờ tôi có nhu cầu muốn đổi nó lại thành phông Arial. Bây giờ giả sử như tôi chọn như thế này thì nó vẫn bị lỗi. Đó. Nên bây giờ ta sẽ sử dụng một cái phần mềm chuyển đổi toàn bộ file này sang phông Arial. Đó là cái phần mềm UConvert 1.3. Cái phần mềm này thì tôi đã giới thiệu trong các video trước. Lần này thì tôi chỉ sửa lỗi thôi. Khi dùng phần mềm này thôi. Bây giờ giả sử bây giờ tôi chuyển đổi lại. Đấy, bây giờ nó hiện ra lỗi. Đó là lỗi 48. Nó không có cái file này. Không tạo được cái file wapon.dll này. Thì chúng ta không thể sử dụng phần mềm đó để chuyển đổi phông được. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn khắc phục cái lỗi này cho các bạn. Đầu tiên, để khắc phục thì chúng ta vào cái mục file, chọn option. Sau đó thì chúng ta chọn vào cái mục nó là Trust Center này. Tôi sẽ làm chậm cho các bạn kịp theo dõi. Trust Center này. Bây giờ chúng ta vào cái mục đó là Trust Center Setting. Tiếp đến là chọn cái mục Protect View này. Mặc định khi chúng ta chọn Protect View này á, là cả cái chức năng ở đây đều đã được chọn, tức là có dấu tích này rồi. Chính vì cái sự mặc định này nên nó cản trở cái phần mềm UConvert của chúng ta hoạt động. Nên bây giờ chúng ta sẽ bỏ các cái dấu tích này đi, tức là không mở các chức năng này, không cho phép các chức năng này hoạt động. Sau khi bỏ đi thì chúng ta nhấn OK. Tiếp đến nhấn OK. Rồi như vậy chúng ta thử đi xem đã được chưa. Vẫn chưa được, tại vì sao? Chúng ta phải tắt đi phần mềm PowerPoint này để cho hệ thống nó xác lập lại cài đặt của chúng ta cái này. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở vào lại xem nó như thế nào. Bây giờ chúng ta vào cái phần mềm convert lại. Rồi, như vậy đã được rồi. Bây giờ tôi sẽ thử chuyển đổi toàn bộ cái phông của văn bản này sang phông Arial khi nãy. Cái này nó chưa hỗ trợ chức năng chúng ta đổi sang phông Arial. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phông Time New Roman cũng được. Chức năng đó là toàn bộ slide. Và tiến hành chuyển đổi bằng cách những chuyển đổi. Video về cái phần mềm này á, thì tôi đã giới thiệu cho bạn ở các video trước. Bạn nào mà chưa biết thì có thể là vào trong kênh của tôi để tìm lại video đó.
về quá trình chuyển đổi thành công. Tắt đi. Đây, bây giờ nó đã chuyển sang audio rồi. Đó, rất tiện lợi. Cái này chúng ta đọc không được luôn. Bây giờ đã đọc được. Như vậy là lỗi của phần mềm Convert đã được sửa lỗi. Hy vọng các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy clip này hay thì ủng hộ tôi bằng cách đăng ký để cập nhật những cái video mới. Có thể like, có thể comment những cái mà các bạn chưa biết, những câu hỏi thắc mắc để tôi có thể kịp thời giúp đỡ mọi người. Chúc mọi người thành công.